Chiều ngày 13 tháng 12, Dot Property đã chính thức công bố danh sách những đơn vị chiến thắng ở nhiều hạng mục, bao gồm nhà phát triển dự án và doanh nghiệp hoạt động trong ngành xuất sắc nhất Việt Nam. Với sự trợ giúp từ các thành viên tại văn phòng từng quốc gia xuyên suốt Đông Nam Á cùng với sự hỗ trợ từ các thành viên quốc tế, điều này giúp Dot Property có cái nhìn toàn diện về thị trường bất động sản và vinh danh những đơn vị tốt nhất trong khu vực. Năm nay, Cityland tiếp tục gây ấn tượng với những dự án hạng sang và được vinh danh ở hạng mục Best Luxury Developer Southeast Asia. Thị trường bất động sản hạng sang có sự cạnh tranh rất khốc liệt, do đó để sống sót trong sự cạnh tranh này, các chủ đầu tư phải tập trung cải thiện hơn nữa chất lượng những dòng sản phẩm của mình. Đặc biệt, ARB Investment GST lập cú hat-trick thắng liên tiếp 3 giải thưởng lớn, gồm có Best Innovative Developer Southeast Asia, Best Luxury Resort Development Southeast Asia và Best Resort Architectural Design Southeast Asia. Bộ Holding là có những cái tiêu chí duy trì những tiêu chí phát triển dự án hài hòa lợi ích doanh nghiệp và phát triển xã hội. Hai là cân bằng phát triển và bảo tồn cái giá trị về môi trường. Cũng trong danh mục giải thưởng năm nay, giải Best Baltic Development Southeast Asia đã gọi tên dự án Asian Lakeside của nhà đầu tư Địa Ốc Tiến Phát. Đây cũng là dòng dự án được thiết kế chủ đạo bởi cây xanh, mộc và nước kết hợp yếu tố hiện đại, sang trọng nhưng mang đậm phong cách Nhật Bản gần gũi, tối giản. Dự án Selesa được đánh giá cao bởi cái quan điểm về thiết kế của công ty Tiến Phát. Khi mà triển khai dự án này thì chúng tôi muốn là mỗi dự án sẽ là có một sự khác biệt riêng. Vì khi đối với dự án chúng tôi sẽ thiết kế lại và mỗi có một dự án có một cái concept riêng. Thì đối với dự án này chúng tôi do là quy mô nó nhỏ, chúng tôi tập trung vào cái không gian sống, tạo thêm nhiều không gian sống và thêm nhiều cái tiện ích. Cũng như là chúng tôi cố làm đẹp tất cả mọi không gian mà có thể và chúng tôi quan tâm đến cái nhu cầu khách hàng nhiều hơn. Đáng chú ý, danh sách giải thưởng năm nay còn có gọi tên dự án Flamingo Carpa Resort của Flamingo Group ở hạng mục thiết kế cảnh quan ấn tượng. Thư hưởng tinh hoa từ dự án Forest in the Sky Đại Lải, dự án Flamingo Carpa được thiết kế với kiến trúc độc đáo, lạ mắt với hệ thống cây xanh lớn, được bao phủ khắp các tòa căn hộ biệt thự trên không. Ngoài cái yếu tố về mặt vị trí, đắc địa được thiên nhiên ưu đãi là ôm trọn một cái quần thể vịnh Cát Bà, đặc được đánh giá là một trong những cái quần đảo đẹp nhất của Việt Nam, thì yếu tố về mặt là kiến trúc và cái sự uy tín của chủ đầu tư cũng là một trong những cái góp phần tạo lên ra được cái sự tin tưởng trong các cái quý nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm chúng tôi. Đây là năm thứ 3 công bố giải thưởng Dot Property Southeast Asia 2018 do Dot Property Group kết hợp cùng với Dot Property Magazine tổ chức. Hội đồng giám khảo gồm đại diện từ các quốc gia có văn phòng của Dot Property, trụ sở chính tại Thái Lan, cũng như đại diện từ công ty mẹ, tập đoàn Mitula có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha.